Oh well. Karma's a bitch. Giờ chị nhìn thẳng em mơ rồi. Giờ chị hãy nhìn thẳng vào mặt em và chị nói tiếp ra. Nhìn đó nha. Chị có ăn nữa hay là không? Nhìn nha. Ăn nữa hay là không? Không. Kệ em nhìn đi một bữa cuối cùng thôi. Đúng rồi. Mới danh dự của cuộc đời này. Nếu mà con có sai sót thì con sẽ chịu trách nhiệm trước tòa. Con mệt quá mà.